xin chào cả nhà à, cả nhà thấy hôm nay mình mình có mấy cái chậu bông á, à, để trang trí trên bàn của mình đẹp không thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cái cách mà à, trang trí à, để cho mình có một cái chậu bông để trong phòng khách hay là để à, à, trong phòng ăn hay là để cửa sổ hay là hoặc là mình có thể đi à, À, tặng à, à, tết đồ đi tặng cho các bạn cũng được thì à, đây là cái cách mà mình à, mình trang trí cái chậu bông của mình nha à, trước hết đó thì à, mình cho các bạn xem là đây là một cái ly ha à, mình à, cái ly ở dưới nó có khoét cái lỗ ở dưới rồi thì à, đây là một cái cây à, giống như dòng họ của xương rồng hả ha, hay là sen đá dòng họ của sen đá thì đúng hơn thì cái cây này là mình đã có nay là 17 năm 7 8 năm gì rồi đó hồi đó mình mua cái một cây thôi thì cái cây này cũng không rẻ tại vì một cái cây nhỏ thôi mà nó bán tới 7 8 đồng cho một cây nhỏ thôi thì mình đem về mình trồng thì các bạn biết trong vòng là 6 7 năm nó nhảy con nó nhảy mầm nhiều lắm các bạn mà cái loại này cũng rất là đẹp để mà mình trang trí cho một cái chỗ bông của mình nó à, hoàn hảo hơn ha thì đây là cái cây con này các bạn khi mà nó nhảy con nó nhảy nhiều lắm nhưng mà cái cây này thì nó cũng à, à, ít có chịu nước mà đất của nó thì cũng là tơi xốp rồi à, à, mình để cái chỗ có nắng các bạn thì nó nhảy con ha thì nó nhảy cho mình trong vòng mấy năm mà nó nhảy cho mình cũng rất là nhiều. Thì những đây là những cái cây con nè các bạn thấy không? Thì à, mình bứng mấy cái cây con này ra. Đây là cái cây mẹ đó. À, mình bứng mấy cái cây con này ra thì mình à, trang trí cho những cái cây à, cây bông của mình những cái cây giống như là đây là cái cây lưỡi hổ hoàng kim. À, cái cây lưỡi hổ này là từ Việt Nam á, chị của mình mua uh, mang qua cho mình thì các bạn cũng biết ở Việt Nam cũng biết là cây lưỡi hổ hoàng kim này thì mình uh, về phong thủy thì mình trồng cũng rất là tốt ha uh, rất là tốt cho cho trong sức khỏe của mình thì mình nghe nói như vậy nhưng mà mình không biết là đúng hay không nhưng mà mình thấy nó đẹp thì mình muốn trang trí cho một cái cây đó thì uh, cái cây này á cái bụi này là mình đã trồng năm nay là 7 tháng rồi đó các bạn. Ở Việt Nam chị của mình gửi cho mình á 7 tháng rồi. Thì mình thấy mình trồng trước, mình lúc mà mình trồng thì mình không có chia sẻ là tại vì mình không biết là có đẹp hay không. Rồi nếu mà mình thấy mà nó đẹp á, nó phát triển đẹp á thì lúc đó mình mới chia sẻ rất là dễ trồng các bạn. Thì Mỗi người thì mỗi ý thích Theo mình thì mình thích những cái chậu Đi tìm những cái chậu mà nó có hình chữ nhật nè các bạn Thấy không? Những cái chậu bông mà nó có hình chữ nhật nè Thì mình đi tìm cái chậu bông có hình chữ nhật Hồi lúc mà mình mua cái chậu này thì nó không có lỗ ở dưới đít nha Mình về mình tự khoan lỗ để cho nó thoát nước á Rồi mình trồng một cái cây hoàng kim ở chính giữa Đây, chỉ có một cây thôi Mình trồng ở chính giữa rồi bây giờ thì nó đã nhảy cho mình một cái cây con kế bên. Thì trong lúc mình trồng á thì các bạn thấy là mình cái cái sen đá của mình đó các bạn nó không có lớn lắm. Trong vòng 7 năm mà nó có tí nị thấy không? Thì cái này là những cái nhánh con mà của cái cây mẹ nó đẻ ra đó thì mình bứng nó ra. Mình bứng nó ra khi mình trồng vô à, mỗi một cái góc cạnh vậy đó là mình trồng một cây thì các bạn thấy nó này nó nở nó bự ra nè, nó bự cũng bằng cây mẹ luôn rồi còn gì nữa. Thì đó, các bạn thấy mình trang trí không? đó mình trồng mỗi một góc một cây. Thì mỗi một cái chậu dày đó là mình trồng bốn cây lớn. Và đây là hai cái cây nhỏ hồi đó nhỏ xíu à hồi bữa nay nó cũng lớn rồi nè các bạn. Thấy không? Rồi đây là những mình trồng bằng cái đất tơi xốp. Thì đây là những cái mà cái moss mình bỏ lên để mà mình che mình giữ độ ẩm cho đất rồi mình cũng che được những cái mà bụi bặm ở trong nhà của mình các bạn thấy cái chậu của mình có đẹp không ạ à? mình để mà mình trang trí trong nhà rất là đẹp là tại vì cái này nó cũng lâu chậm lớn và cái cây này nè nó cũng đẻ con ra nhưng mà nó cũng khi mà nó đẻ nhiều thì các bạn cứ bứng ra rồi trồng vào cây khác đó nhìn thấy rất là đẹp ha mà rất là dễ trồng rồi cái cây này mỗi một à, mình nó cũng ít có chịu nước lắm các bạn thì thỉnh thoảng các bạn cũng tưới cho nó một miếng rồi mình pha phân cũng làm phân bón cây á mình cũng bón cây đừng cho cây nó đẹp ha đó rồi mình muốn trang trí thí dụ mình muốn à, ở việt nam thì nó có nhiều nhiều những cái đồ mà nhỏ nhỏ như vậy nè để mình trang trí mình cắm lên cắm lên cái chậu của mình thì đó là một cái chậu hoàng kim của mình đã được trang trí xong. Ha, rồi, đó là cái chậu vuông nha. Còn nếu các bạn muốn trồng trong cái chậu tròn thì đây là mình có một cái chậu tròn nè, thì mình cũng đục lỗ. Nhưng mà cái cây này là không phải là cây lưỡi hổ này của cái người chị bên đây cho mình. Đó, thì các bạn thấy là mình cũng mới trồng nè, ở dưới thì mình cũng trồng. Đất đất tơi xốp ở dưới rồi mình cũng bỏ này lên để cho nó giữ độ ẩm rồi mình cũng mới trồng nè các bạn thấy không nó còn nhỏ mình cũng bứng ra đó đây hễ mà có cây lớn thì mình bỏ cây lớn có cây nhỏ thì mình bỏ cây nhỏ đó thì mình trồng thêm trong một cái chậu này thì dài bữa nữa những cái cây mà sen đá này nó lớn lên đó thì nó rất là đẹp nha các bạn đó là hai chậu À, và đây là cái chậu hoa lan của mình à, nếu các bạn à, không muốn không thích trồng cái lưỡi hổ à, chính giữa thì các bạn có thể là trồng bằng hoa lan nhưng mà các bạn đừng có à, lấy cái cây lan ra các bạn chỉ dở cái hộp này lên thôi và các bạn thế vào cái chỗ chính giữa của cây cây xe cây lưỡi hổ nè các bạn trồng nó xuống mà trồng ở trong cái hộp như vậy luôn nha để mà mà cho nó không có bị nước nhiều mình để nguyên cái hộp này xuống luôn và chung quanh đó đó thì các bạn để nước à, để đất lộn mình mình nói lộn nha mình để đất rồi cái chậu đó thì mình chỉ trồng giống như một phân nửa chút xíu cái này thôi thì chung quanh đó các bạn cũng có thể xen vô mấy cái uh, sen đá đó các bạn. Tại sen đá nó không có bự lắm, nó không có cao. Thành ra mình bỏ vô mấy cái sen đá mình trồng, mình trang điểm chung quanh cái chậu của mình thì mình đã có một cái chậu lan rất là đẹp. Nhưng mà tại vì các bạn biết là mình chưa có đi đi được á. Bữa nay mình cái chân của mình nó 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 đau lại nhiều rồi. À, thành ra mình chưa có ra mình làm cái chậu lan của mình à, mình cũng thích là kiếm một cái chậu quan trọng là kiếm một cái chậu rồi à, mình sẽ bỏ cái cây lan này lên và mình sẽ bứng những cái cây sen đá của mình đó à, mình à, trồng chung quanh để trang điểm cho cái chậu lan này À, chung quanh với mấy cái cây sen đá của mình Thì à, đó là một chút xíu chia sẻ của mình Về cái cách mà trang trí cho một cái chậu hoa của mình à, Lưỡi hổ hoặc là lan gì cũng được Để mà mình có một cái chậu cây xanh Mình để trên bàn làm việc Hay là à, phòng khách, phòng ăn Hay là à, trong phòng ngủ ngay cái cửa sổ đó Thì cái nào cũng được thì, hoặc là các bạn tự tay mình làm để mà có dịp tết đó mình đi tặng tết cũng được đó các bạn thấy rất là đẹp không rất là đơn giản và cũng không có tốn nhiều công sức cũng không có tốn nhiều tiền nữa mà được một cái chậu rất là đẹp ha thì đó là mình mình chia sẻ thì các bạn cứ tưởng tượng đi bây giờ cái chậu lan này mà thay thế cho cái chỗ mà cái cây lưỡi hổ của mình là chung quanh đó mình trồng những cái sen đá chung quanh như vậy thì bắt các bạn cứ tưởng tượng ra là nó đẹp như thế nào thì đó là một cái ý kiến của mình à, để cho các bạn à, trồng một cái à, chậu bông à, đây nè các bạn thấy không mình trồng ở trong đây nó vẫn nhảy con nè thì nếu mà nó nhảy mai mốt nó bự quá nó nhiều quá thì các bạn cứ bứng mấy cái con này ra à, bứng mấy cái con đó ra rồi mình trồng ở những cái chậu khác đó các bạn thấy không giống như cái cây này thì mình cũng mới trồng cách đây chừng một vài tháng thì bắt đầu nó bén rễ rồi nè các bạn thấy không nó bén rễ nó bắt đầu nó ra nè đó còn cái cây mẹ thì mình lúc nào mình cũng phải dưỡng cái cây mẹ để mà nó đẻ con ra thì mình bứng mình trồng cái chậu hoa lan của mình nó có một cái màu đẹp dễ sợ luôn mình đang chờ mấy cái sen đá này nó lớn là mình nghĩ cái chậu tròn này của mình cũng rất là đẹp hết các bạn nhưng mà mình thì mình thích cái tổng cái chậu hình chữ nhật này hình chữ nhật rất là đẹp rồi có bao nhiêu đó để chia sẻ với các bạn ha có cho các bạn một tí xíu về ý tưởng để mà làm cho mình có một cái chậu bông đẹp để trưng trong nhà ha rồi video của mình cũng hơi dài rồi thì mình xin dừng tại đây chúc các bạn được nhiều sức khỏe nha rồi chào các bạn cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu các bạn thích các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha cảm ơn các bạn rất nhiều